Ê Lâm, trời gấu rồi trời, mày vừa đối tên nó gì? Đối tên đi thái, sáng giờ đâu chơi game đâu, vẫn còn mấy Lâm ngu anh mà. Quái nồi gì? Mình vừa xem mình thấy là tên tao hacker anh em ơi, mình ra mình nói với Lâm luôn ấy. Ủa tên sư phụ em anh hai rồi. Ủa vậy tên sư phụ mẹ à? Đúng rồi. Sao tự nhiên cái hạng với Lâm đặt tên là tao hacker anh em mà, áo ma với nồi luôn ấy. Ê từ từ, mày đi lấy cái điện thoại mày cũng như mày vô hạng mày xem mà được không vậy? Dạ. Đi. Ok anh em ơi, nói chung là vô tới đây là không vô được nữa anh em à. Lúc nãy tôi có nhập tài khoản mật khẩu cũ của Hạc với Lâm ấy, nhưng mà đăng nhập vô để là sai mật khẩu anh em ơi. Hình như tao không đồng lấy hẹn của em cái gì gọi anh hai ơi. Quán nồi thật sự luôn ấy, tính ra là tao không đồng nó làm sư phụ với Lâm anh em thì nó dạy với Lâm là cách đột nhập hạc này, cũng như là với Lâm tận dụng cơ hội đó lấy lạc cho mọi người ấy. Nhưng mà bây giờ thì nó đột nhập luôn hạc của với Lâm anh em ơi. Đổi mật khẩu luôn, áo ma thật sự luôn ấy. Thằng này công nhận đúng kiểu cực kỳ kiếm chuyện luôn. Ok, thì bây giờ tụi mình sẽ đi nhắn tin cho thằng Táo để xem là nó nói như nào nha anh em mày. Cũng nhờ nó là bé Lâm mới biết cách đột nhập anh em mà. Nhưng mà bây giờ thì kiểu nó bảo mật cao quá cho nên mình nghĩ là bé Lâm cũng không lấy được đâu anh em mày. Tại vì Táo là người dạy bé Lâm cách đột nhập mà. Ok, bây giờ thì để anh đi nhắn tin hỏi nó. Ok anh em mày, bây giờ là tôi cho anh em xem là cái hạt của bé Lâm hiện tại nha. Thì tên cũ là bé Lâm Gaming anh em mày, nhưng mà đổi thành là Táo Hacker này. Thì cái tiểu sử nó để là Táo Thằng Đồng chùm đồng nhập hạc Free Fire nè anh em mày. Tính ra là thằng Táo chính là sư phụ với Lâm ấy, nhưng mà hôm nay không hiểu lý do tại sao mà lấy luôn hạc với Lâm anh em mày. Thằng này nó lại kiếm chuyện với mình đấy, tại vì mình cũng không thích nó anh em mà. Hello, lại là mình Sima đây anh em mày. Thì lúc nãy là tôi có nói chuyện với lại là sư phụ với Lâm rồi anh em mày, người mà đang lấy hạc với Lâm ấy. Và tôi nói qua lại hồi nó cũng không trả hạc anh em mày. Và sau đó là nó nói là trừ với Lâm ra, bất kỳ ai solo thắng nó rồi nó trả anh em mà. Ok, nói chung là bé Lâm là em trai của tôi ấy, cho nên là tôi sẽ là người đầu tiên cũng như là bắn nó nha. Mà hy vọng là trận đấu này tôi thắng anh em ơi. Nếu như mà thắng thì nó đưa làng, tại vì này đó giờ cũng uy tín anh em à. Còn không thắng được thì coi như là toan luôn anh em ơi. Ok, bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ thờ phòng luôn nha. Bây giờ tôi đếm từ 1 tới 3 là anh em giúp tôi comment Sima cố lên để tôi có động lực cũng như là thắng trận đấu này nha. 1, 2, 3. Ok anh em ơi, bây giờ tôi vô luôn nha. Ui, tên nó là chùm đột nhập anh em à, vãi nồi gì. Ok, cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu rồi anh em ơi. Tôi không biết là trận đấu này tôi có là đối thủ của sư phụ với Lâm không anh em ơi. Nhưng mà nói chung là tôi vẫn bắn anh em ơi. Bởi vì trách nhiệm là tôi là một người anh trai mà anh em, cho nên là tôi phải cố gắng như lấy hạt cho bé Lâm anh em ơi. Tôi thấy là nó bắn hạt cũng khá là buồn ấy. Vãi nồi thật sự luôn. Bé Lâm thì nó kiểu nhận một thanh niên hacker làm sư phụ anh em ơi. Mà bây giờ thành ra là nó bị hacker lấy hạt luôn anh em à. Áo ma thật sự luôn. Nhưng mà nhờ một cái là kiểu nhận làm sư phụ ấy, thì bé Lâm nó biết cách đột nhập cũng như là lấy lạc cho anh em cũng khá là ngon luôn anh em ơi. Tôi đang nói chuyện với anh em nhưng mà không hiểu lý do tại sao mà tôi bắn một phát một bể được công điện thanh niên sư phụ bé Lâm luôn anh em ơi. Rồi bây giờ là tôi sẽ cố gắng như là bình luận tấu công bà nó hài nha, bởi vì tấu hài nó mới giúp tôi là tập trung cũng như là bắn win được anh em ơi. Rồi lần này mày xong mày rồi, bể được công điện tới nơi rồi, dám lạc bé Lâm hả mày. Ok, bây giờ tôi sẽ công thẳng lên cũng như là chơi không áo luôn nha. Tôi đang có là M40 với lại là cây màu tao nó 7 anh em ơi. Sao mà đỡ được? Ui, 7 nồi. Xíu nữa là tôi nóc rồi anh em ơi. Ui, thề luôn ấy là pha đó đúng kiểu như là tôi ăn hên luôn anh em ơi. Hay không bằng hên luôn ấy. Xíu nữa là thôi là tôi đi trọng bà luôn rồi. Nhưng mà không sao, tạm thời là tôi dương lên cũng như là dẫn trước tỷ số 2-0 rồi anh em ơi. Còn lành rồi, mày xong mày gọi 3-0 tới nơi luôn chứ còn gì nữa. Trận đấu này tôi công lên cũng như là chơi khô máu luôn nha. Tạm thời tôi đang dẫn trước cho nên là tôi khá là tự tin luôn anh em mày. À, xong mày gọi, sao mà đỡ được. Ui, vãi nồi. Tôi chưa gặp nó bắn tôi nóng rồi anh em ơi. Bé Lâm nó đang bị mất hàng ấy, tôi nghĩ là nó đang rất là buồn luôn ấy. Và nếu như mà anh em xem video của mình xíu nữa thì nhớ là qua kênh Bé Lâm Gaming của nó cũng như là comment giúp nó có động lực lại nha. Cảm ơn anh em nhiều nha anh em mày. Hồi nãy là tôi ra tôi hỏi nó là đổi tên hay gì mà nó không biết hàng nó bị mất luôn anh em mày. Vãi nồi thật sự luôn, sáng giờ thì nó không có chơi game anh em à. Hồi nãy tôi ra tôi thấy là nó đang xem phim Doraemon ấy. Ui, vãi nồi kinh gì. Trời ơi, là trời phun đỏ mình luôn kìa anh em ơi. Thôi không sao, thua keo này tới bài keo 5-2 anh em à. Thì bây giờ là trận đấu này tôi cố gắng như là kèo đó nha. Vãi cái nồi thật sự luôn, tôi dẫn trước nó 2-0 nhưng mà bây giờ nó lật lại là 2 điều rồi anh em ơi. À, bạn lật thì mình lật luôn chứ còn gì nữa. À, thì thằng Táo này nó bắn con số rất là ghê luôn anh em ơi. Tôi phải đề phòng, xíu nữa mà nó cầm sức ganh thì tôi phải né nó ra anh em ơi. Nó cầm sức ganh là xác định là đâu đó 90% là lên đầu ấy. Tại vì ngày xưa là ở trong bốc thằng Đồng của Bé Lâm ấy, anh em nào mà xem video mình ngày xưa cũng biết ấy. Thằng này nó chùm quanh sót trong bốc đó luôn anh em mì. Vãi nồi thật sự luôn. Bé Lâm thì nó chùm MB, còn nó thì nó chùm quanh sót anh em à. À, mày ơi, từ anh em mì. Trời ơi, trời, cái tâm nó ghim xuống chân, vãi nồi thật sự luôn ấy. Ok, bơm máu lại cái đi anh em mì. Ôi, trời, con xanh nó chơi dơ cực kỳ luôn kìa, bơm máu nhưng mà vẫn bắn kìa anh em ơi.
Vãi nồi thật sự luôn ấy. Mình cứ nghĩ là nó chơi fair play nhưng mà nó chơi dơ kinh điển luôn. Tôi bơm máu như thế mà nó vẫn bắn luôn ấy. Thì luật solo á là khi mà anh em quấn keo mà hở cái cũng được nữa, miễn là anh em ngồi bơm máu là không được bắn anh em mày. Nhưng mà tôi vừa bơm máu cái là bắn tôi luôn ấy. À chơi dơ hả mày, lần này mày xong mày rồi, này thì chơi dơ nè. Rồi bây giờ là ba điều anh em ơi. Có một điều đặc biệt ở trong trận đấu này là tôi không dùng độ nhảy của bé Lâm nha anh em ơi. Bởi vì sư phụ nó biết cũng như là không cho. Chắc là thằng này nó cũng có xem kênh của mình ấy. Thấy nồi thật sự luôn, tôi mà dùng độ nhảy với Lâm là nãy giờ cái nồi cơm điện của nó chắc là bay 80 cây số luôn anh em ơi. Nhưng mà không sao, nói chung là độ nhảy full 100 của tôi vẫn trụ được anh em ơi. Nãy giờ anh em thấy là cũng có mấy pha mà quan sát ấy. Tôi là trận đấu này như kiểu là tự lực khánh sinh luôn anh em ơi. Nếu như mà thua thì thôi anh em à, tại vì bây giờ tôi cũng bất lực rồi, trình độ của tôi bắn hết sức luôn ấy. Ok, bây giờ thì nó đang bắn rất là kỹ anh em ơi, tôi thấy là nó không cong lên này. Ui vãi nồi, từ từ tôi đang yếu máu anh em ơi. À nó cũng đang yếu máu này, cong lên luôn anh em ơi, một luôn. Ui đậu xanh, tôi chưa bắn nó bắn tôi trước rồi anh em ơi. Căng quá anh em ơi, đây chính là trận đấu đầu tiên mà tôi cảm thấy là căng vậy luôn ấy. Mồ hôi tay, mồ hôi chân, mồ hôi nách nữa nó ra hết luôn rồi anh em à, vãi nồi thật sự luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ cong lên cũng như là cố gắng gỡ lại nha. Bây giờ nó dẫn trước tôi là một ván rồi anh em ơi, 4-3 rồi. À, 4 điều cho nó đẹp anh em à. Bây giờ mà thua thì xác định là tôi sẽ xuống tâm lý ấy. Cho nên là cố gắng trận đấu này tập trung hết mức có thể luôn nha. À, mày xong mày gọi nhờ này. Ui, one shot pha này mà được mấy chục máu tôi chịu luôn anh em ơi. À, nè, nó đang cũng rất là yếu rồi anh em ơi, 130 mấy máu rồi, chơi. Ui, vãi nồi. Nó bắn tôi full đỏ luôn, trời ơi là trời. Đậu xanh nó thật sự luôn anh em à. Thằng này công nhận là nó bắn cực kỳ ghê luôn ấy. Ok ok, từ từ tôi tập trung lại anh em ơi. Xíu nữa là tôi thua rồi anh em à. Bây giờ còn 2 ván nữa là nó đã win tôi ấy. Bây giờ tôi phải cần là 4 ván nữa anh em ơi. À đù, sao mà nhiều vậy? Trời ơi 4 ván gì vậy? Bây giờ cố gắng như là kèo lại anh em ơi. À, mây nhòn này, trời ơi trời, nói gì đi nữa. Sao mà đỡ được? 4 năm rồi anh em ơi. Sao trận đấu win đó mình đang cảm nhận là lên tay cực kỳ luôn anh em ơi. Rồi xong, lần này hết ai cứu nổi mày rồi, ông trời xuống cứu cũng hết nổi rồi. Ok, bây giờ là tôi sẽ chuẩn bị là kèo lên 5 điều anh em ơi. À, xong mày rồi, mỗi lần mà tôi lên tay như này là cảm thấy trình độ tôi là cực kỳ lên luôn. Và ra đạn là cực kỳ uy tín luôn anh em ơi. À, đây rồi, à, mây nhờ. Ủa, kỳ vậy, gì phút dài vậy, trời mới nó uy tín luôn anh em à. À, mây nhờ này, đó, phải như thế anh em ơi. One shot như này mới gọi là đỉnh cao chứ. Bây giờ tôi mới để ý là từ trận đấu đầu tiên đến bây giờ là trình độ của tôi với lại là sư phụ bé Lâm là ngang bằng với nhau anh em ơi. Hồi nãy giờ là tôi với nó là gượt đuổi tỷ số với nhau luôn ấy. Bây giờ là mỗi bên là còn lại 2 ván anh em ơi. Nhưng mà trận đấu này tôi sẽ cố gắng cũng như là win anh em à, không để nó win được. Nó mà win là xác định là bé Lâm mắc là tôi rất là buồn luôn anh em ơi. Thề luôn, cứ mỗi lần mà bé Lâm nó bị mắc ạt anh em là tôi cảm thấy là mất ngủ ấy. Cho nên là tôi phải cố gắng lên anh em ơi. À, may nhờ này. Ui, từ từ ta kéo anh em ơi. Hiện tại nó đang có đâm đỏ rồi. Ok, ê từ từ, đậu xanh dứng cái keo nữa chứ. Cái thứ gì, pha này tôi nhảy qua là được rồi anh em ơi. Cái đậu xanh đậu đũa thật sự luôn, pha đó tự nhiên tôi bị dướng mông keo lại anh em ơi. Pha đó mà không dướng lại là xác định là chạy được rồi anh em à. Ok không sao, bây giờ là còn lại một ván cuối cùng nữa là nó win rồi anh em ơi. Nhưng mà tôi nghĩ là trận đấu này tôi sẽ cố gắng cũng như là không để nó win đâu. À, ê khoan anh em ơi. Tôi quên mua keo rồi, đậu xanh ê, bật lên đỏ, trừng vàng cái anh em ơi. Hồi nãy là nó ăn gian tôi là tôi kiểu ngồi bông keo mà tôi bơm máu ấy. À, mày nhờn này, ui ngon rồi anh em ơi. À, bây giờ là 6 điều rồi. Rồi xong hết cứu luôn rồi anh em ơi. Một trận đấu quyết định, ai win là win luôn anh em à. Bây giờ là mồ hôi đầu, mồ hôi tay, mồ hôi nách, mồ hôi chân gì nó ra hết luôn rồi anh em ơi. Thứ gì mà chịu nổi thật sự luôn ấy. Ok, bây giờ tôi sẽ công lên cũng như là cố gắng trận đấu này là sinh tử luôn nha. À, anh em nhớ là comment cô Vũ tôi là cố lên trận đấu này nha anh em ơi. Chứ không thấy là rất là căng luôn rồi đấy. Adu, nó công bên kia anh em ơi. À đây rồi, mình sẽ công bên đây cũng như bắn luôn nha. À, mày nhòn này. Ui, từ. Trời ơi, là trời, pha đó là có đâm đỏ nhưng mà tự nhiên là cái tâm mình nó bị cắm xuống đất anh em ơi. Đậu xanh thật sự luôn ấy. Ok không sao anh em ơi, nó đang yếu máu rồi, nó bơm máu rồi. Hiện tại là tôi đang có lợi thế rồi anh em ơi. Và bây giờ tôi sẽ kê keo nha. À đây rồi, nó ra rồi anh em ơi. À mày, ê từ là keo cái anh em ơi. Ok, bây giờ chơi quyết định luôn nè. Mày nhòn. Vãi nồi thật sự luôn ấy, cái tâm tự nhiên cắm vô người anh em ơi. Chịu luôn rồi đấy. Cái nồi thật sự luôn, pha này tôi nhảy lên như thế mà tự nhiên cái tâm nó cắm vô người tôi cũng chịu luôn anh em à. Pha này đáng lẽ là phải lên đầu mới đúng ấy. Áo ma cực kỳ luôn. Ok anh em ơi, sao từ nãy giờ tôi đã nỗ lực cũng như là hết sức mình rồi anh em à. Pha này nói chung thì cũng hơi đen xíu thôi. Thì coi như là tôi không lấy được gạt cho bé Lâm rồi. Và nếu như mà anh em muốn mình nhờ idol nào cũng như là bắn giúp mình á, thì nhớ là comment phía dưới nha anh em ơi. Bây giờ tôi phải đi nhờ người này kia cũng như là bắn thắng nó anh em à. Không thắng nó là coi như cái gạt bé Lâm là không lấy lại được ấy. Tôi bây giờ là tôi đã thua rồi cho nên là không bắn lại được đâu anh em ơi.
mà bây giờ là nó loại trừ với Lâm ra, không cho với Lâm bắn nó cũng hơi khó anh em à. Ok nha, anh em nhớ là comment giúp mình nha, để mình biết là idol nào bắn hay, cũng như là mình nhắn tin và mình nhờ người ta nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ tới phần câu hỏi mỗi ngày nha, anh em trả lời đúng này, cũng như là mình tặng kim cương cho những anh em nào mà trả lời đúng luôn nha. Bắn bao nhiêu viên M82B mới bể được vòng chờ Bruno? Đó anh em nhớ là trả lời đúng này, cũng như kèm theo đi game nha anh em ơi. Và nhớ là lên shop cmavip.com của mình, cũng như là quay kim cương nha. Đừng link tới phần comment cũng như là phần mô tả nha anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ đi nhờ một cái đồ nào đó cũng như giúp tôi anh em à. Ok nha, còn bây giờ thì bye bye anh em.